vị, công viên là nơi vui chơi giải trí cho người dân. Thế nhưng công viên văn hóa Gò Vấp và công viên trong khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng thì đang đi ngược lại với chức năng của nó. Được xây dựng trong thời gian dài hay xây xong bị bỏ ngỏ, không ai quản lý. Hai công viên này đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân xung quanh. Nhếch nhác, ngổn ngang rác, cỏ dại, những ao nước sâu nhưng không được rào chắn. Đây là những hình ảnh không khó bắt gặp tại công viên văn hóa Gò Vấp. Sau hơn 15 năm được phê duyệt xây dựng, đến nay, công viên văn hóa Gò Vấp chỉ có vài hạng mục được đưa vào sử dụng nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Người dân cho biết họ đã ngán ngẩm với kiểu xây dựng dây thun ở công viên này, bởi xây dựng treo 15 năm như thế là quá lâu. Làm cái khởi công lớn lắm, nói là làm công viên là làm sang hai để thu hút dân từ Hóc Môn, Bình Dương rồi về đây để vui chơi. Thì nói là hai năm 2010 là hoàn thành công viên. Rồi sau đó không biết gì lý do gì đó thì nghe nói là bán đất bán đồ trong công viên á, rồi nên đâm ra không có làm tiếp cái dự án đó. Thì để tới nay á, thì là tôi thấy cũng rất là lãng phí. Mấy cái ao này á, thì họ cho thuê nuôi cá, rồi để mãi tới bây giờ cũng chưa có phương án nào làm cái việc này hết. Thì tôi thấy bỏ hoang á, thì rất là lãng phí đi, trong khi đó đất thì dân không có sử dụng mà cứ để chơi chơi vậy đó. Mình không biết nguyên nhân nào mà như thế. Theo người dân sống xung quanh thì vài năm trở lại đây, ban quản lý công viên còn cho thuê đất ở đây để đổ rác, đốt dây đồng, nuôi chó, nuôi cá. Khi thu hồi đất, chính quyền hứa hẹn rất nhiều về một công viên hoàn thiện, sạch đẹp và quan trọng hơn hết là có điểm vui chơi giải trí. Nhưng nay lại cắt xén đất đi cho thuê. Đã nhiều lần, người dân ở đây chứng kiến những xe chở rác, đổ rồi đốt gây ô nhiễm ra xung quanh. Còn khu vực nuôi chó là nỗi ám ảnh của người dân về đêm thì không thể nào yên giấc vì tiếng chó sủa inh ỏi. Nếu mà nói công viên quá thì phải sạch đẹp, dân người ta mới đến. Anh cho là dịch vụ công ích, đổ rác gửi, rồi anh cho thuê mặt bằng. Và anh chiều trường hợp cái sự bức xúc của những người dân nhiều quá, nhưng mà nói không được. Từ trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, chúng tôi đã đến liên hệ với ban quản lý công viên này để làm rõ những nội dung phản ánh của người dân, thì được trả lời là phải liên hệ với Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp. Tuy nhiên từ đó đến nay, sau nhiều lần hứa hẹn, câu trả lời từ văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp vẫn là gọi lại sau. Còn đây là công viên khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng ở quận Bình Tân. Công viên rộng hơn 1.000m2 này là nơi sinh hoạt của hơn 500 hộ dân ở đây. Công viên được thiết kế, xây dựng với các hạng mục cây xanh, bãi cỏ, khu trồng hoa, đường lát gạch. Theo người dân, từ năm 2006 đến nay, công viên không có người thu dọn vệ sinh hay là cắt cỏ, tỉa cành. Lâu trở thành bãi cỏ rậm rạp, cao hơn đầu người. Ban ngày có nhiều rắn rết, không ai dám vào chơi, thì chưa nói đến ban đêm không có đèn chiếu sáng. Người dân và ban quản lý chung cư đã nhiều lần phản ánh lên phường, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực. Không còn cách nào khác, các hộ dân ở đây phải tự đóng góp tiền, bỏ công để phát quang, thu dọn mỗi năm một lần. Thì tôi vô đây năm 2006, tới nay là 10 năm. Mà 10 năm nay đích thân tôi là đứng ra tổ chức, tôi ra là cắt cỏ, tôi đốt luôn. Mấy cắt cỏ là tôi huy động là vận động tiền này nọ kia các nguồn khác để mua cái cắt cỏ nhà anh Ba Đòn bên chung cư đó anh cắt. Còn nếu qua mùa mưa thì cỏ ở đây cao qua khỏi đầu. Rắn rít dữ lắm, mà muỗi mà cũng dữ lắm. Mà báo cáo đi các nơi rồi thì cũng trả lời là không biết sao là chưa bàn giao. Đó là năm 2000 tháng khoảng tháng 8 tháng 9 năm 2015 thì dân có ý kiến là đề nghị là kéo đèn lên cái khu công viên để cho nó sáng cho ban đêm tội phạm phức tạp. Thì một anh ở quản lý đô thị quận Bình Tân với anh Trọng ở ủy ban phường Lạc là có xuống là trả lời với tôi trực tiếp rằng là cái khu tái định cư này, công viên này chưa bàn giao, thành ra là quận quản lý đô thị quận cái phường cũng không có trách nhiệm gì hết. Thưa quý vị, tưởng chừng như công viên sẽ giúp cho dân cư xung quanh có được khoảng không gian trong lành để thư giãn. Thế nhưng với những hình ảnh vừa rồi, có thể thấy không những không mang lại lợi ích, mà những công viên này còn gây nhiều phiền toái và bức xúc cho người dân xung quanh. Đó là chưa kể đến sự lãng phí tài nguyên khi những công viên này không được hoạt động đúng theo những công năng của chúng.